được mệnh danh là nền giải trí khắc nghiệt bậc nhất trên thế giới. Bởi lẽ các idol K-pop được đào tạo tại đây đều phải đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe từ phía khán giả. Từ tài năng, ngoại hình cho đến nhân cách đều phải hoàn hảo nhất. Vậy nên để có thể được khán giả yêu quý và không để mình bị tụt lại phía sau, các thần tượng tại xứ sở Kim Chi luôn phải cố gắng hết sức mình, phải làm việc với cường độ cao và luôn đối mặt với áp lực về mặt tinh thần. Chính vì lý do này mà đôi lúc tình trạng sức khỏe của thần tượng trở nên kiệt quệ, khiến fan không khỏi xót xa. Vậy đâu là những idol từng gặp khủng hoảng về sức khỏe? Hãy cùng N2T K-pop tìm hiểu qua video hôm nay bạn nha. 1. Jisoo, Blackpink. Để khai thác triệt để năng lực diễn xuất của mình, thời gian gần đây, Jisoo đã cân nhắc và tham gia các dự án phim khác nhau. Và có lẽ chính vì lịch trình làm việc cao độ đã khiến sức khỏe Jisoo suy giảm. Nói thế là vì trong vlog quay cùng Harry, Jisoo đã cho hay bản thân ngày hôm ấy đang bị cảm một chút. Nhưng đáng nói, Jisoo đã bệnh không hề nhẹ như cô nàng nói trước đó, bởi ngay sau khi nhìn thấy Harry sau vết tim tĩnh mạch ở tay, chị cả Hát Hương cũng cho hay bản thân cũng đã phải truyền dịch như thế, khiến fan không khỏi xót xa. Bởi lẽ dù bị bệnh đến nỗi phải tim tĩnh mạch, chị cả Hát Hương vẫn chỉ nói bản thân chỉ đang cảm nhẹ mà thôi. 2. Jennie, Blackpink. Trong video dance performance You and Me, trong lúc thực hiện vũ đạo bài hát, Jennie đã xoay người về phía sau và vô tình để lộ tấm lưng gầy của mình, đến nỗi các xương đốt sống đều lộ rõ trên khung hình, khiến fan không khỏi lo lắng. Bởi lẽ theo nhiều nguồn tin, video này là một món quà mà Jennie dành tặng cho người hâm mộ, và thời gian thực hiện video này là khi Blackpink vẫn chưa hoàn thành chuyến lưu diễn thế giới của mình. Thử hỏi lịch trình làm việc cao độ như thế, Jennie có bao nhiêu thời gian để có thể nghỉ ngơi? Nhưng đây cũng không phải lần đầu nam idol khiến fan xót xa với tình trạng sức khỏe đáng báo động. Vì trong chiến dịch quảng bá cho dòng sản phẩm của Calvin Klein, Jennie xuất hiện qua bức ảnh với vóc dáng cực kỳ mảnh mai, đến nỗi trơ cả xương sườn, khiến fan vô cùng lo lắng và mong cô nàng sẽ dành thời gian để chăm sóc bản thân mình nhiều hơn. 3. Rosé, Blackpink. Trong quá trình trình diễn Underground tại Concert Paris, nàng sóc đã khiến fan cực kỳ lo lắng với cân nặng đáng báo động của cô nàng. Qua video được người hâm mộ đăng tải, có thể dễ dàng nhìn thấy cơ thể mảnh mai và gầy đến trơ xương của cô nàng. Đỉnh điểm là khi ngồi xuống sàn để thực hiện vũ đạo bài hát, xương sườn của nàng sóc đã lộ ra kèm theo cánh tay gầy báo động, khiến fan không khỏi xót xa. Bởi lẽ với vóc dáng mảnh mai tự nhiên từ thời debut đến nay, việc Rosé áp dụng chế độ giảm cân ở thời điểm hiện tại là hoàn toàn không thể. Do đó, tình trạng sụp cân đáng báo động thế này có lẽ là kết quả của lịch trình hoạt động dày đặc đến nỗi không có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ. Cứ tưởng trong thời gian chuẩn bị cho đêm diễn cuối cùng tại Bombin Seoul thì nàng sóc nhà ta có nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn, nhưng thực tế là không hề như vậy. Bởi trong lần cắt băng khánh thành tại triển lãm New York, dù xuất hiện với diện mạo xinh đẹp và tươi tắn, nhưng vóc dáng của Rosé vẫn cực kỳ mảnh mai, cánh tay cô nàng vẫn quá đỗi gầy gò, khiến fan vừa thương vừa xót. 4. Lisa, Blackpink. Trong livestream đếm ngược ra mắt Kill This Love, sau khi kể lại lần Lisa ngất xỉu vì sợ kim tim, Jennie đã có những chia sẻ về tình trạng sức khỏe đáng báo động của Lisa thời điểm đó. Cụ thể, Jennie đã nói rằng thời điểm quay MV này là lúc Lisa đang rất bận rộn. Do lo sợ rằng nàng búp bê Thái sẽ bị kiệt sức do lịch trình làm việc dày đặc, Jennie đã khuyên Lisa nên đi tiêm thuốc để trị bệnh. Nhưng vì biết em mình sợ kim tim, nên Jennie đã dặn dò nàng Út phải uống thuốc đầy đủ để có thể khỏi bệnh. Dù chẳng chia sẻ thêm rằng khi ấy Lisa đã mắc bệnh gì, nhưng nhìn vào thái độ lo lắng của Jennie khi kể lại sự việc này, đủ để fan biết được nàng búp bê Thái đã kiệt sức như nào trong quá trình thực hiện MV, nên mới phải can thiệp đến việc tiêm thuốc để chữa trị, đúng không nào? 5. Jonghyun, Twice. Từ năm 2020 đến nay, Jonghyun luôn là đề tài được khán giả quan tâm trên mạng xã hội bởi sức khỏe đáng báo động của cô nàng. Vào tháng 6 năm 2020, Jonghyun đã tiến hành phẫu thuật thoát vị đĩa đệm ở cổ, nên buộc phải tạm ngừng tất cả các hoạt động nghệ thuật. Chính vì phải sử dụng thuốc điều trị trong một thời gian dài, nên khi quay lại hoạt động cùng Twice, Jonghyun đã tăng cân mất kiểm soát do tác dụng phụ của thuốc. Nhưng thay vì cảm thông cho sức khỏe đáng báo động của cô, nhiều thành phần ác ý đã miệt thị ngoại hình của Jonghyun, thậm chí gắn cho nữ idol cái mác lỗ hổng vì xui của Twice. Kể cả khi ấy, cô nàng vẫn chưa hồi phục sau phẫu thuật, kể cả khi Jonghyun đã phải chịu đựng các cơn đau để có thể góp mặt cùng Twice. Có lẽ vì phải gánh chịu áp lực nặng nề từ dư luận trong suốt một thời gian dài, nên đến tháng 8 năm 2021, tức chỉ trong vòng một năm sau đó, nữ idol đã phải tạm ngừng hoạt động lần thứ hai vì gặp phải các vấn đề về tâm lý, khiến Once vừa thương vừa xót và mong cô nàng hãy hoàn toàn nghỉ ngơi để có thể nhanh chóng khỏi bệnh. 6. Wendy, Red Velvet. Có tại người dễ tăng cân, nhưng sau khi giảm cân thành công, vấn đề thiếu cân của Wendy lại là điều khiến fan lo lắng. Bởi mỗi khi nàng main vocal xuất hiện cùng với nhóm trong các lần comeback, người hâm mộ lại nhìn thấy cô nàng đang ngày một gầy hơn. Mà đỉnh điểm là khi trình diễn hit Red Flavor trên show Champion vào năm 2017. Vòng eo không mở thừa và gầy đến nỗi có thể nhìn rõ hai bên xương sườn của Wendy, khiến fan liên tục bày tỏ sự lo lắng trước vấn đề nữ idol đã ép cân quá đà.
Nhưng đây cũng không phải lần đầu giọng ca chính nhà Nhung Đỏ khiến fan lo lắng với tình trạng sụt cân nghiêm trọng của mình. Điển hình là trong giai đoạn tháng 5 năm 2018, Wendy có dấu hiệu tăng cân, nhưng không lâu sau đó, nữ idol thực sự khiến fan sốc nặng bởi chỉ trong vòng một tháng, cân nặng của Wendy lại giảm đi một cách rõ rệt. Việc giảm cân đột ngột như thế khiến cô nàng xuất hiện mệt mỏi và thiếu sức sống tại sân bay, khiến fan vô cùng xót xa. 7. Winter, aespa. Luôn xuất hiện trên sân khấu với visual xinh đẹp cùng thần thái tươi sáng. Nhưng ít ai biết được rằng mẹ visual nhà aespa lại có sức khỏe không được tốt. Nói thế là vì khi tham gia show The Manager, Karina đã chia sẻ rằng Winter mắc chứng không thể đổ mồ hôi, kể cả khi tập luyện cùng các thành viên nhóm với cường độ cao, Winter cũng không hề đổ một giọt mồ hôi nào. Tuy nhiên, vì tiết mồ hôi là để điều hòa thân nhiệt và khiến cơ thể khỏe mạnh hơn, nhưng cô nàng lại không thể đổ mồ hôi, khiến thể trạng của nữ idol có phần yếu ớt. Điển hình như trên một diễn đàn trực tuyến tại Hàn, một người hâm mộ đã lo lắng bày tỏ rằng để có thể đứng trên sân khấu quảng bá cho ca khúc Girls cùng các thành viên nhóm, ngày hôm ấy Winter đã phải tiêm tĩnh mạch để có thể có đủ sức để trình diễn. Thậm chí khoảnh khắc Winter phải trang điểm để che vết thâm ở tay vì tiêm tĩnh mạch trước đó cũng được đào lại, khiến fan hâm mộ không khỏi đau lòng. 8. Giselle, aespa. Mới đây, khi đang trình diễn hit drama cùng các thành viên nhóm, người hâm mộ nhanh chóng phát hiện thể trạng của Giselle không được tốt bởi các cử động của cô nàng không được linh hoạt như bình thường và biểu cảm trên gương mặt trông có phần mệt mỏi. Có lẽ đã rất cố gắng để hoàn thành tiết mục này, nên khi bài hát vừa kết thúc và ánh đèn vừa tắt, Giselle đã ngã khuỵu xuống sân khấu. Theo lời các fan có mặt tại đó, Giselle đã được Karina chạy đến để xoa lưng và dìu xuống sân khấu để nghỉ ngơi. Dù sau đó, cô nàng đã cố gắng trở lại sân khấu để biểu diễn, nhưng không được cho phép vì thể trạng không đủ để tiếp tục trình diễn. Ngay sau đoạn clip được đăng tải, các em quay gần xa đã vô cùng lo lắng và mong rằng cô nàng có thể nghỉ ngơi đầy đủ để nhanh khỏe lại. 9. Lia, Easy. Trong khi tham gia buổi fanside cùng các thành viên nhóm, Lia xuất hiện với dáng vẻ mệt mỏi, khiến fan dấy lên nghi ngờ cô nàng đang gặp vấn đề về sức khỏe. Và thực tế không ngoài dự đoán, trong khi tương tác cùng fan, cô nàng có những biểu hiện lạ như nghiêng đầu và liên tục dùng tay để xoa bóp bả vai. Thậm chí trong buổi fanside hôm ấy, Lia còn để lộ biểu cảm đau đớn khi duỗi cánh tay ra hay cố gắng di chuyển các ngón tay của mình. Nhưng sức khỏe của cô nàng trở nên đáng lo hơn khi sau đó nữ idol đã vắng mặt tại World Scale Jamboree Concert. Cuối cùng, vào tháng 9 năm 2023, công ty chủ quản đã đưa ra thông báo Lia sẽ tạm dừng hoạt động cùng nhóm trong thời gian sắp tới bởi lý do sức khỏe. Đồng thời, cô nàng cũng có bài đăng chia sẻ về tình trạng hiện tại của mình để người hâm mộ cảm thấy an tâm hơn, khiến fan vô cùng xót xa. Để có thể có được chỗ đứng trong trái tim người hâm mộ, để bản thân không bị đào thải tại nền giải trí khắc nghiệt thế này, các idol K-pop đã phải cố gắng rất nhiều, bất chấp việc phải đánh đổi cả sức khỏe, thể chất lẫn tinh thần, khiến bản thân không ít lần rơi vào trạng thái mệt mỏi và kiệt quệ. Qua đó có thể thấy được những áp lực lớn lao mà các thần tượng đang phải gồng gánh từng ngày. Nên dù có thích hay không, đừng vội buông lời chỉ trích hay mạt sát một idol chỉ vì họ không đáp ứng đúng với kỳ vọng của bạn. Còn các bạn nghĩ như thế nào về tình trạng sức khỏe đáng lo ngại của idol K-pop? Hãy để lại bình luận bên dưới cho chúng mình được biết với nha. Ngoài ra, các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông thông báo để nhận về những video mới nhất từ N2T K-pop nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!